ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខសូមអញ្ជើញអ្នកគិតចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីឈុនផល Luk Chuun Phal, nơi khănong om long pe đại luk thuê chi con ca pi yếm nè tô nơi khănong tam a kia nơi a kia khung khang nơi mình ti so một phây mui đại luk ban áng ta luk đại ban chu bát tia nơi tết tập hiệp nơi ca đại kê nom nè tô chạ chênh pi bát chênh nè tô pi ប្រទប់ខំខាំងនីមួយៗនៅពេលប្រលប់ឬក៏ពេលយប់ដែរទេបាទបានឃើញមានក្នុងពេលដែលខ្ញុំយាមឃើញគេមកយកអីចឹងទៅ ពេលគេយកមនុស្សចេញនៅពេលយប់អញ្ចឹងតើមានការយកត្រឡប់មកវិញដែរទេជួនមិនសូវឃើញយកមកវិញទេអញ្ចឹងបានន័យថាមានករណីមួយចំនួនគឺយកចេញទៅពេលប្រលប់ប្រលប់ប៉ុន្តែ đó dục chữ cái dục một bình vấn đề mua dùm luôn thôn núng cái dục tranh tự bắt mình miền khơi và chun từ lọp một và tụt khung khang vinh tì chân men tí chơi men cả lần này na đây cái dọc tranh nơi pel bồ lục hơi rập tại đó pel dục chữ khơi cái dọc bình châu bình chun châu từ lọp một tụ khung khang bình ta không cả này na đấy không cả lần này nu nhom mình ban đăng tê đăng tại trâm nặng bị crom lang từ lơ nhom còn từ tua về rẽ toàn thả đăng thà kỳ vô hay kỳ vô tư hay kỳ vô mô vinh thà bản năng chúng phụ nữ đây kỳ vô tranh tự bắt đời mình khơi nom chồ tự lọ mô vinh lụ đăng thà ta kỳ nom tranh nom để tô tranh nơi bị dục nướng dục từ căn tì na tí nhóm bát mình đăng tì លោកនិយាយថាលោកជាធ្វើការនៅមន្ទីរស-21ហើយលោកនិយាយច្រើនលើកច្រើនសារអំពីប្រធានក្រុមសួរថាតើប្រធានក្រុមរបស់លោកដែលលោកនិយាយនឹងគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរប្រធានក្រុមគាត់និយាយប្រធានក្រុមខ្ញុំឈ្មោះការខ្ញុំធ្វើការកន្លែងនោះឈ្មោះកូនអ្នកធំពីលើឈ្មោះកូនលោកស្គាល់ទេឈ្មោះអ្វីដែរធំពីលើនឹងទៀតក៏តាមខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់មានតែឈ្មោះតែពេញហើយតែហោនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ Lúc đó school chmu hum hui đại rồi tí pi khiom ọt đại school tí
Look, squall, nana clah. Chin that took car, no monte, a song of pay mui, time they look young cam, Joe look river up. Tam car, they come young cam, Piron, that took car, no clino, but squall, mean smoke. Mui và thiên crom khi ông mua con pi mua đành ta tập bay ta hô và năng à nhom việc lịch ao hà nè xây tiệt Look, dial, squall, chmu, dutch, diarity. Chmu, dutch, kyum bat, tang pi tuka, galino, mun ban, chuop quati. Tam the look dung ta, nanaji, but hin, nay, munti, saw my pay mui, car, dial, look the tuka, natino. Bà thiên mà tí xo mà phải mỗi chung hợp ấy. Nhóm bì mà riêng thư ca cái này nó nhóm mình bàn đăng thà bà thiên mà tí xo mà phải mỗi mua ở vầy nó tê. Đấy. Cả nó lục đăng thà là nó thông chừng kia nơi tìm nổ. Tam the look squall, tan an ash, Nituka, Tom Jungi, Jim Megi, no Tino. Number squall, squall, the trim, tnak, chrome, chrome, at nak, chrome, tim, the pain, hey, the hole, the long, like yum's lock, curry. Ông Long Pi đại lục thưa ca nơi mình tìm so một phơi mối tao lục đại thưa ca nghe dìm khăn cài đại được tí. Dìm mà khi ông dìm nơi hàng cài. Chuun ca miên đài du du mà đòn mình men diêm là hậu du du cái chặt tang ở diêm mà đòn du giang cái chặt tang ở diêm mà đòn không mà khai tới cái ca mà đòn chuun ca là khai chuun ca ấy giang tam ta thằng đã lừa cái chặt trái bữa ở ban diêm nơi đó là ngày thì lúc diêm kháng cãi nó diêm nơi mà đông kháng ná này mình tì so một phầy muối Hai ca nghe diêm khang cầu nâng lục thưa cái ao thưa bầy. Khi ông ba diêm nêu khang cầu, chuôn diêm thưa khang cối, chuôn diêm thưa khang mục và tại bà chú bón mà đăng khang na mục khang na cối thưa về miền pì. Khnom long pil dai luk neu yiem khang krau dai luk yak tha yiem thvie chrok chen chol nei menti so 21 nung ta luk mien khoeng neu ka banchun chen banchun chol bichak ka banchun neak tos chol ruy ko chen neak dai ruy te khoeng ke bình chun chanh đang bình chun châu đại pel đại viên khi ông diêm chun ca cục hơi tới pel na để khi ông diêm chun ca cụ ọt từ mình men thả chanh ở là ngay rư muối của nùng tê vô ta chun ca cụ cái nòm chanh tới chun ca cụ ọt pel khi ông diêm ở bàn khơi ca để lô khơi cái nòm
châu nom đã tô châu được thông tin sau một khi muối cái nom đời một số bài ấy đặt hình chún đời đặt dún rồi co đặt hình chún đời một số bài ở bài xây bị đặt dún rồi co cả nom châu mất đời ao đã tô đời bản đời đã tô châu một nông một tí sau một khi muối vì là khi ông diêm nêu chuồn khơi kỳ dọc mó khơi chi lan lan từ lưa kia mà đăng hàng lưa mà đăng kỳ thơ biệt mạch đồ tê buộc nhóm nâu khả tài hàng crom khi nhóm mình ban đăng tê cho mình nụ đại lục tha khơi cái nòm lại tổ chỉnh ta cái nòm lại chỗ chỉnh đời một số bài vậy đấy. Khi nóm chanh khi trơn dọc làn thì dọc đặt thấy khi dọc nhẹ tố vì lơ mó khi đặt trong làn hay khi bạc từ tái mà đăng khi bạc từ nơi tí nơi cái lại nào tì cái bì khi chặt ở lúc dìm nhẹ tố nơi một tí so mà phải muối ta khi ao lục thôi càng nghe nơi cái này là tiệt đại tế nhóm ngồi đừng nuôi thà thơ ca nơi cái này là tiệt thơ non nóng người cô thơ cài bị nồng cài bị cái ca đại lục thơ chỉ là diêm khang khnông hơi nâng cõi mỗi lục thay dạ diêm khang cõi tớ kì chặt ở lục thua cạch ca nạp xe tiết hơi nơi cả lại nà nơi khnông ông lòng biết để lục tớ thua cá nơi mình tí so mà phải mùi nô chuồn cá kì chặt tăng ở nơi khang cõi chua cá kỳ chặt tăng ở nơi hàng nồng nâng thà ca nghe ở vây bọn to để phật bị nhóm thứ cứ miên tập năng để lúc school việc bị hiện trường ai đây để tí bằng biểu chương ai khiêm bát score lúc đại trời kỳ chặt ở lúc tới thua ca nơi bằng chương ai đại được tí miên kỳ chặt tăng ở từ lục chọn chạm tới thà lục tranh tới thua ca bằng trường ai nâng nơi nông năm na đá tranh từ thua ca nơi bằng trường ai bờ tam kịch chnam khyom mon ban chong cham te tae chênh prahal chea 79 luk teu thveu ka neu bang chieng aik ban prahal chea ponman ayak pel ponman dae ban dol thngai romdoh 7 mekara 79 tam ca vô vẹn này cũng nói thằng ấy khi nhóm mình bàn trăm tỷ
ແລະນາຊິແນ່ບັນຈຸນລູກໂຕຖືການໃນກາຍບັງຈືງອ້າຍເລື່ອງບັນຈຸນຂ້ອຍຕະນຶບັງຈືງອ້າຍຂ້ອຍມັນບານສກອລຖ້າພິນາ 1 ហើយគូគេចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យទៅនៅទីនោះទៅទៅបឹងជើងឯកហ្នឹងលោកគេឲ្យលោកទៅធ្វើការងារអ្វីដែរនៅបឹងជើងឯកគេបញ្ជូនឲ្យទៅនៅបឹងជើងឯកជួនកាលធ្វើស្រែទៅជួនកាល ជារោគដាំប្លែដាំប្លុកអីយ៉ាងទៅលោកស្គាល់កន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅជើងឯកដែរឬទេ ខ្ញុំបាទស្គាល់លោកដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះដែរឬទេខ្ញុំបាទទៅគេចាត់តាំងឲ្យទៅចំនួន 1 ដងលោកនិយាយរៀបរាប់មើលអំពីការដែលលោករស់នៅនិងធ្វើការនៅកន្លែង ពិឃាតមនុស្សនៅបឹងជើងឯកនោះតើលោកត្រូវគេចាត់ការឲ្យទៅនៅទីនោះលោករស់នៅយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកណាខ្លះនៅទីនោះហើយការងាររបស់លោកដែលលោកគេចាត់ឲ្យធ្វើហ្នឹងតើគេឲ្យចាត់ឲ្យលោកធ្វើអ្វីខ្លះ Tam khyom chanh pi nâng tơ tờ nâu y bằng chương ấy chặt tăng ôi tờ kron đề thư sẽ hay nâng đề thẹt tức đại sâu prang sâu ấy nâng người ta đó là biên ca nghe đôi thà miên phan ca ong ca khi kỳ tha chặt tăng nâng một thư ca khi nâng bàn ចំនួនមួយដងមួយដងនេះគេចាត់ឲ្យលោកទៅកន្លែងសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងមួយដងហ្នឹងគេឲ្យលោកទៅធ្វើការងារអ្វីពេលដែលគេប្រើទៅហ្នឹងគេ ឲ្យយើងទៅកប់សាកសពដែលគេបានសម្លាប់លោកបានកប់សាកសពដែលគេបានសម្លាប់នឹងតើលោកកប់ធ្វើនៅពេលស្មើណាហើយលោកបានកប់សាកសពនឹងបានប៉ុន្មានរណ្ដៅដែរ Ban đại kỳ xâm lạp chào ông kỳ chặt tang oi tơ nâng ban chum nôn tay mùi đào tì hai lúc lúc kai đầy cọp sắp nâng nơi bập bất nơi bì smana hai chim mong bomán Bà hai chia mong pram mong pramui mong pram mong pramui prick rồi còn mong pram mong pramui là nghe bồ lốp
bong pramui lưng nghi. Môn phê lục cây đây cọp xạ sọp nâng ta lục vì nết khơi xạ sọp nâng nông rộn đau đây lục cây đây cọp nâng miền xạ sọp chùm nuôn và hai chia bà mán hai giả than là phiếp rưu tích là phiếp xạ sọp thằng nốt lục cọt thông qua khơi đây mình đá khơi xạ sọp miền xâm bô tài pro pro miền chùm nôn chả ơn thế lúc khơi nhúng mỗi miền chùm nôn chả ơn thế xạ sọp để nâng nông đồn đai để lúc cài đầy cọp nữa bàn bà man mân trâu chả ơn thà chơi đâu cứ lù bị chơi tay tay cứ lù tay và hai chỉ bao nhiêu lúc cần mà tới hay rồi đau nữa và tổng hôm phần na rồi đau đây là lúc cài đầy cọp sạ sọp nữa rồi đau phần na tới từ từng bao nhiêu mét và đau và hai bao nhiêu mét và hai chỉ và đau bảy mét từ từng pi mét và năng ấy lúc khơi sạ sọp nóng pinh rồi đau nâng đai rồi tí sạ sọp mình pinh hay cô mình cả lạc phẩm mà đấy thà vì mà mô mà kia ai lúc đây không lúc khơi chiêm rồi có khơi sạ sạ nam nơi lư riêng cài này sạ sọp nâng giác đôi mà đánh đá môn về lô cài đầy cóp nhóm mình bàn bình đất mơ tới tới đó kì ai cài cọp tới cụ chê thật cài tới vô thà từ việc nghĩa đà hỏi kì ai thứ cọp ở là hàng nóng chè cọp tơ ở sau khi ông mình bàn bình nịch mưa bà lúa thì mình khơi chiêm đi khơi sơn nam chiêm rồi có sơn nam vay đom ấy rồi có cặp chặt ấy rồi có bánh nơi lưới điện cai sạ sọp đây rồi tí là sơn nam rồi bù rồi có sơn nam hầm bao nơi lưới điện cai sạ sọp đây rồi tí nhóm miền khơi chiêm khơi như vậy đã phần là thả bờ cát miền đồi thả hầm tận đây hầm co hầm ấy vậy tới ruộng cà tới miền cát chiêm mọt chiêm ấy vậy đây nâng nhóm phần đất mưa khơi là phần năng hay sạ sọp từng lúc miền sầm liệm bằng bẹ miền cả sầm liệu bằng pẹt đại đệ tí mà đây thà miền khâu miền liệu khâu miền pẹt ai đại đệ tí rồi có đòn khôn đệ tí nấu bên nu đại kỳ nè thư ca ở ruột đại kỳ chặt tăng nhom bà thoi tới nâng cứ kỳ sầm rạt à lô cài đây cọp nư sạ sọp mùi rồi đau tớ lô vừa khnề miền khnề bao màn nhé hai chấm nai pì bì lì ở hai dạ pì bao màn đấy kì chặt tăng ơi tư miền chấm nuôn khnề một mùi crom cà đặc cai đây
ក៏ប្រំដៅសពមួយនេះលោកចំណាយពេលវេលាក្រុមរបស់លោកនេះចំណាយពេលវេលាអស់ប្រហែលមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងឬក៏ពីរម៉ោងបីម៉ោងប្រហែលជាមួយម៉ោងមួយម៉ោងកន្លះឬមួយពីរម៉ោងប៉ុណ្ណឹង ក្រៅ ពី កាយ ដី កប់ សាក់សព រួម មួយ រណ្ដៅ នៅ បឹង ជើង ឯក តើ លោក បាន ធ្វើ ការ ជីក រណ្ដៅ សម្រាប់ កប់ សព ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ មិន បាន ជា អ្នក ជីក នោះ ទេ យើងរំលឹកឡើងវិញនៅចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចល័យសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតដែលបានសួរលោកកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែមករាឆ្នាំ 2008 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានឆ្លើយដូចនេះសំណួរ ហេតុអ្វីបានជាលោកដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សនៅបឹងជើងឯង ឈុន ផល ប្រហែល 1 ខែមុនថ្ងៃ 7 មករា ខ្ញុំបានទៅបឹងជើងឯង ដើម្បី ធ្វើ ស្រែ ថ្ងៃ 1 នោះ ឈ្មោះ សើ ប្រធាន ក្រុម ខ្ញុំ នៅបឹងជើងឯង បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ ជីក រណ្ដៅ ចំនួន 2 ទៅ 3 រណ្ដៅ ខ្ញុំ មិន ឃើញ រណ្ដៅ ផ្សេង ផ្សេង នៅ ចិត្ត នោះ ទេ ហើយ ក៏ មិន ធំ ក្លិន ស្អុយ អ្វី ដែរ យប់ មួយ នោះ ឈ្មោះ សើ បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ កប់ ខ្មោច នៅ ជើង ឯក ដែល ទើប តែ ត្រូវ បាន សម្លាច់ សម្លាប់ រួច ហើយ នេះជាចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតកាលពីដើមឆ្នាំ 2008 កន្លងមកលោកនៅចងចាំទីនៅចម្លើយដែលលោកបានឆ្លើយដោយដែលយើងបានអានចម្លើយរបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះ ខ្ញុំ មិន បាន ចាំ គឺ មាន ភ្លេច ឥឡូវនេះ លោក រង នឹក មើល តើ លោក មាន ត្រូវ បាន ប្រធាន ក្រុម របស់ លោក គប់ បញ្ជា ឬ ក៏ ប្រើ លោក ឲ្យ ជីក រណ្ដៅ ចំនួន 2 ទៅ 3 រណ្ដៅ ដែល ជា រណ្ដៅ នៅ កន្លែង សម្លាប់ មនុស្ស នៅ បឹង ជើង ឯក ដែរ ឬ ទេ មុន ពេល លោក ត្រូវ បាន ប្រធាន ក្រុម របស់ លោក ប្រើ ឲ្យ លោក ទៅ កាយ ដី កប់ សាក់ សព ដែល ត្រូវ បាន គេ ទើប តែ សម្លាប់ រួច ដែល លោក បាន ឆ្លើយ រួច ហើយ អំបញ្ញ មិញ នេះ រឿង ខ្ញុំ ទៅ កប់ គឺ គេ បាន ចាក់ តាំង មែន យើង សួរ លោក មិន មែន រឿង កប់ ទេ សួរ លោក រឿង ជីក រណ្ដៅ សម្រាប់ កប់ សាក់ សព ដែល គេ នាំ ទៅ សម្លាប់ តើ លោក មាន បាន ជីក រណ្ដៅ ដូច អ្វី ដែល លោក បាន ឆ្លើយ នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក ស៊ើប អង្កេត ដែរ ឬ ទេ គឺ ជីក រណ្ដៅ 2 ទៅ 3 រណ្ដៅ តាមនការ ដែល លោក ប្រធាន ក្រុម របស់ ឈ្មោះ សើ ឈ្មោះ សើ ដែល ជា ប្រធាន ក្រុម របស់ លោក ប្រើ ឲ្យ ទៅ ជីក តើ លោក មាន បាន ជីក រណ្ដៅ សម្រាប់ កប់ សព ចំនួន 2 ទៅ 3 រណ្ដៅ ដែរ ឬ ទេ នៅ ទី នោះ
អញ្ជើញលោកមេធាវីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយសាកសួរអញ្ជើញមេធាវី Lúc nơi trong trăm tí, thay ta bà thiên cổng bỏ lúc đã chặt tăng lúc ôi từ chiếc đồn đáy xâm rạp cọp sọp nơi bằng trường ấy đại rửa tí. Khiêm bát viên ca đôi thập lịch ở đất mừng khơi Cảm đó, khi bàn khi bàn từ thư đôi bàn bàn xua mềm Lại lúc tôi thua ca nghe từ tin nơi chị chị đang nơi bây giờ 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 bây
chích nâu bêl ngày lúc nơi chọn chăm thế tha rồi đây đây kê chặt ở lục chích núng thì mẹ cọp không mau cọp sọp núng miền tùm hùm từ từng bao man mai bao đôi bao man mai hai chìm rư bao man này mai đấy đây kia đầm rư còn cọp ở lục vừa cả chích rồi đây nổ ca đầy chích rồi đây nổ khi nhom mình bàn vo mình bàn về thì còn tại mì cầm mì ấy kia nẹt vo này tới khi nhom còn là chi chê lúc này chi những cái bài lúc trong trăm mới ha chi trả lời khách ha chìm rơi cho chìm rơi hai chìm bao màn mai đấy đã kia đầm rơi ở dương chi nhiều hai cái chi những cứ mình nuốt tăng mùi cầm rồi bảo lúc tại mình đó đại miền kia đọc pin nẹt nó rơi coi giang mình rơi coi lúc tại mình này ai gì ca chi vì miền kia chơi cái chặt tăng chỉ cầm hay rồi đào chi chỉ đôi nhóm hay chỉ chìm rơi panna đá hay chỉ trầm khắp ba luộc đại tí nơi bị đại chọt tử đào bờ hai chi bờ chìm rơi cho cầm hai chi bờ dương cho hai chỉ trầm co trầm ai từ lập từ bây đây lục cầm lục cái đấy cọp sọp bình sầm núa xa bây đây lục thưa nơi bây bồ lục nơi hồ đập bây dục nắng ta lục thưa tiếng lồng lồng ngất để có miên phượng ở kisani để kịp che ông pù phượng đấy nơi bây đây lục cài cầm lục cài cọp sọp nổ cứ miền phương mà xin lục trong trăm thế nơi tì nu cái này để lục trị tồn tại từ miệp cọp sạ sóp rồi có đôi chia cái này để lục nó cầm lục để cái prà ở từ cài đây từ miệp cọp đầm bay cọp sạ sóp để cái bàn thầm lập rồi núng xua tha tì cái này núng chia biển sải tây tạ được cái chia biển sải rồi có chiết tì tuôn rồi có chiết đầy vọt đầy chiết đầm thì cái này nóng bị đầm cái thưa ở bài đáp đi từng cung môn một ca đầy nhom khơi đầy nhom đầu tròn trăm ban cái này nó cứ cái này mộng chân cái pi cái ca đầy lục thưa ta lục ban từ chụp bật tiếng nâng khơi tết đập hiệp ở bài xây tiết đại ông long phê đại lục tại thưa ca đại kỳ prai lục tại thưa ca nơi tì nô đôi chiếc tia nơi tì nô rưỡi co rọt yun rưỡi co một số bài xem xét đại kỳ prai nơi tì nô lục đại lục ban khơi như vậy khá tứ nhom bây giờ về rồi mà nhom kỳ lên chặt tàng một lại nông kỳ ao thứ sẽ kỳ thư tại cầm kia hàng cối đi. Dừng mình xua pe cối một tít tí, dừng xua pe đại lục từ đó là ngày kia pra lục ở thì chi rồi có từ cài đây mày cọp sạ sọp nóng ta lục cối pe càng nghe chẳng ta lục ban thằng kia khơi nhà vậy kha. Để thằng lục từ cài sạ sọp đại kia từ từ sầm lạp hơi sầm nua xua tha ta lục ban chụp một tia nâng cầm đại sầm lạp mà nuốt đại được tí. Hay lục khơi đôi chim một số bài đặc chun rọt yun để cái đặc menu tới sầm lấp nơi các bài nó có đại được tí ọt bàn khơi tê bộ khiom tới kí tới với nhau bà thái nơi tí nu miền lục miền khơi tia miền tia rồi còn miền ấy thế cái lại cái thưa càng nghe nơi tí nu lục miền bàn khơi tí cái lại bộc lực thưa càng nghe nơi cái lái viên bị khiến nóng ta miền chỉ rung rồi có chia tia đại rồi tí rồi có cái thứ ca nơi cái đào viên khi em ở bàn khơi tia khơi ở bàn khơi tia bàn khơi
lại bọc lực tế bố thà nhóm kỳ thư cái lại nam đăng cái lại nam đăng phục nhóm châu mô kỳ phơ mô phơ ôi đà mô tam phơ nóng phơ lạch nóng tư vĩnh tư lạch bình bà đòi cái lại cái thư cá nhóm ở bàn châu tế nông ta lục bàn chạy tranh vì cái lại thư sài nơi sọ nơi bây sọ nâng nơi ngay khai chân năm nay đấy tam lục chồng chấm nhóm tranh pi bơi so từ nhóm mình ban cầm nọ chạm ban sum nu trong cõi tha nơi không một lòng pil đại lục tây ban ông ca chặt tăng lục một thuở ca nghe chi hồ hè một đò liền nơi ta khăm ư hay một thuở ca nơi trai nơi so một nơi bảy so rồi bị chun lục một thuở ca nghe nơi mình ti so một hơi mui đại lục hai thà tu sai hai còi một bị chun một thuở ca nghe thuở trai nơi bằng trường ai hay là hốt đo lục trực ban chạ chính thì nút đại lục như vậy mình tham mình đang mình chăm thằng ấy nông lòng pi đại lục một mình chẳng ta lục ban miền ốc ca ban chạ chính vì mình ti vì ông gặp hiệp từ ngày để từ lên tiếc xua sọc tục ở phục mặt đai rồi có từ ti xây xây ngày vì cái lại thưa ca đại rồi tí riêng về nu đôi chia nhom đăng thả ọt miền bàn đài thả mở liêm tia chênh thì tia mong na cứ là hốt toàn tài duôn cho sốc ở rụt bờ rồi ở lúc lúc này chắc rõm ta miền xâm nu ở vầy trời xu đòl xã xây rụng đi đại rì tí mật bà mình miền tí ông chìm đây xong bố cùl bí tư ca từ xã bề nhà đâm bây miền đồ ca nông ca xua xùm nua đòl xã xây rụng đi xong chừng xong ở cùng lục bà thiên ông chùm nôn tìm đây nâng xong xóa cung lục Chuun Phal nếu bất ni lục ban chùm riêng ông chùn ông chùm nôn chùm riêng rồi một hai đáy thà lục trọc ban dìm nệ tốt nơi kháng khăn nông một tì xò một phây mùi để kì hào thà tù xài nụ nơi khăn nông bê lục dìm xâm nô xu thà nơi bê để lục dìm kháng khăn nông nông ta lục đáy trọc khơi miên phạ sành nha vì nay san đi bà thế lốp khi ông mà cao nhà pi lục thiên ông chúng ta đâm bay nâng bằng hai nâng ai cả xa lạ vì nay san đi bà nóng để miền lịch xôn xôn đập rằm bay đập buôn xe sập rằm bay đầm bay chỉ chấm nuôi nó không ca trang trăm đo xạ xây lục Chuun Phal này bạn một trời bên đây khá sâu tuốt bằng hai ai cả xa đại minh lệ ân đôi cao bằng hai nhà bao xạ về nhà nơi lời cái chợ cái con tu được tu lục Chuun Phal nít cứ chi vì nay sanh bà để dương rộp bán nơi sạ mình ti tu sải để khang tham mình ti so mà phải mùi nằng nơi khăn ông địa ca để lộp bán diêm nơi khang khăn ông mình ti so mà phải mùi nữa ta lộp miền ca tròn chạm để thà ta nơi tam bản tộc nhị mùi nương aki nhị mùi nhị mùi nương lộp đạt lộp khơi vì nay sanh bà nít cái bán sơ nương bật nơi tam aki nương tam bản tộc bọn nẹt tộc nương thế xong chơi
Mr. Champal, you have been extensively examined by the judges, so therefore I'll not have many questions for you. Just to ask you about the statement that you gave to the investigators of this court. You were told by the judge that you gave a statement to the investigators of this court on 15th January 2008. And when that statement was being taken, you told the investigators that you can read, write, and understand the Khmer language. Is that correct? Khmer pi
ៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំមិនពីសម័យពតពតខ្ញុំនៅវ័យក្មេងផងហើយខ្ញុំមានការសិក្សាវាតិចផងម្ល៉េះហើយខ្ញុំវាអាចថាស្គាល់បានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមកដល់រឿងមកដល់រាល់ថ្ងៃគាត់ខ្ញុំអត់បានសិក្សាប្រមាណដែរអសរខ្មែរអាចចេះបានមកចំនួនតូចមិនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ពេកនោះទេWhen you gave the statement to the investigating judges, you told them that you got to know that there were many rapes in S21. Do you remember telling the investigators that? From low play pet no saw my pay mui, ta lok ban cham tha ni jay duch no chun chai krom ket dai ru te? បានបាននិយាយមួយអ្នកសង្កេតDid you see the victims of rape in S21 or did you see those who may have raped those victims in S21? Can you tell that to the court please? លោកធ្លាប់ឃើញអ្នកណាគេដែលជាអ្នករំលោភទៅលើជនរងគ្រោះនោះបើសិនជាលោកឃើញនោះសូមលោកជួយជម្រាបជូនអង្គសវនការខ្ញុំមិនបានដែលឃើញការរំលោភទេMy question was, did you know the people who had been raped in S21? អ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភផ្លូវភេទនៅស21ដែរឬទេខ្ញុំមិនឃើញទេ How did you know then that there were rapes in S21? តើលោកដឹងថាមានការរំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងម៉េចនៅស21បើសិនជាលោកអត់បានឃើញផងនោះ ខ្ញុំមិនបានឃើញខ្ញុំនិយាយអត់កើតSo what was the basis of your statement to the investigators that you knew there were rapes in S21 ថាមានការរំលោភផ្លូវភេទនៅស21នោះលោកដឹងមកពីណាលោកផ្អែកលើអ្វីទើបលោកបានជានិយាយដូច្នោះYour Honor, I'll ask a second question. Did any guard who was your colleague tell you that somebody was raped in S21? ដែលយាមជាមួយលោកនោះប្រាប់លោកថាមានការរំលោភនៅស21ឬក៏យ៉ាងម៉េច? ខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេឮតែគេឮថាមានក្រុមមានអីគេប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាវាមានបានដូចថាគាត់និយាយអញ្ចឹងនោះ So what did your group chief tell you? តើមេក្រុមរបស់លោកប្រាប់យ៉ាងម៉េច? Did guards rape some prisoners in S21? ថាតើអ្នកគាត់ប្រាប់ថាអ្នកយាមជាអ្នករំលោភអ្នកទោសនៅស21ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់បានថាអ្នកយាមរំលោភអ្នកទោសត្រូវគេចាប់ដាក់ទោសដូចទៅគ្នាដែរ
ពេលនោះខ្ញុំបាននិយាយថាបើអ្នកយាមរំលោភអ្នកទោសត្រូវគេចាប់ដាក់ទោសដាក់គុកដូចគ្នា Did your chief tell you that some guards had been arrested because they had raped some prisoners? គាត់បានប្រាប់តែខ្ញុំមិនឃើញច្បាស់ Your Honours, I have just 2 minutes left, and with your permission, I would put a document to this witness. This document number is 00053798. Your Honours, may direct the AV unit for it to be projected, and I'll have two questions on this document, and I shall be done with this matter. ត្រីខាងសទោះសូមបង្ហាញឯកសារដែលមានលេខ AN00053798 នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍តាមដំណើរសុំរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Mr. Chuun Phal, you spent a long time in S21. You were a guard, then you worked at Chong Aik. Was your biography taken at the time you joined S21? Man. You also told us that he can read your name and small things in Khmer. Can you look at this document and see if this is your biography? Scroll it down, please, till the bottom so that he can see till the end. Is this your biography that was taken at S21? ខ្ញុំមិនដែលមិនប្រកាសដែរព្រោះមានក្រុមគេធ្វើគាត់យកទៅបាត់ទៅខ្ញុំអត់ដែរបានមើលវត្តរូបខ្លួនឯងទេ សូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានឲ្យសហប្រញ្ញាធ្វើការបើកមីក្រូហ្វូន ជុំ អញ្ជើញ មេធាវី ប្រឹក្សាតើមានបញ្ហាអីទៅ បើកមកមកមកក្រូហ្វូនខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសម្គាល់បន្តិចទៅលើតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាក៏លើកយកចម្លើយហើយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសាក់សីចេះសរសេរនិងអានភាសាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង ច្បាប់ដើមពីជាភាសាខ្មែរឯកសារ D20 15 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
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់តំណាងសហប្រជាជាតិបានទេដូច្នេះការឆ្លើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានការច្រឡំដល់អង្គសម្ដនាការទាំងមូលផងដែរហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមរំលឹកជូនទៅអស់លោកដែលត្រូវតាំងសំណួរគួរតែជៀសវាងការឲ្យដាក់ឲ្យសាក់សីអាននៅអន្តបទទាំងឡាយណាដែលសាក់សីមិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់បានបាទសូមអរគុណ អរគុណនៅការគាត់បង្កលនេះលោកតំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការស្ទង់សំណួររឺក៏ដាក់ឯកសារផ្សេងៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារគាត់មានការយល់ដឹងឬក៏ការចេះអក្សរខ្មែរនឹងតិចតួចណាស់នេះជាបញ្ហាបើមិនជាដាក់ឯកសារដែលមានលក្ខណៈអក្សរច្រើនវែងហើយមានការសំញាំដូចនេះ គួរតែអាចត្រូវបានសួរឲ្យគាត់អាននៅឃ្លាណាមួយជាក់លាក់ទៅតែគាត់ចេះអានឬអត់បើគាត់អត់ចេះអានផងយើងសួរសំណួរដែលមានលក្ខណៈសំញាំឲ្យគាត់យល់ដឹងដូចនេះក៏អាចមានបញ្ហាដូចអ្វីដែលមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់សាក់សីគាត់បានគាត់បង្កល់អញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយល្អហើយគួរតែជៀសវាងប្រសិនបើកម្រិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងមានកម្រិតទាបដូចនេះនោះ Your Honor, may I just respond for 1 minute to that observation of by my learned colleague and its acceptance by Your Honor? Your Honor, I am reading the English version of this document and I understand it tallies with the original Khmer version. My learned friend read the second sentence which said that the witness declared that he could not read and write any other language. But before that sentence, there is another sentence which says that the person declared that he could read, write, and understand the Khmer language. And that is why the original of this document is being taken in Khmer. Your Honours, most respectfully, we are aware of the literacy or lack of it of any witness, and we are cognizant when we ask questions to it. But I was aware of this sentence, and that is why I put that question to this witness. Anyway, since my time is over, I would only request Your Honours to take on record the statement given by this witness before the learned co-investigating judges, and let that be read at the time Your Honours appreciate his evidence in this court. Thank you very much. Đặt chi ឯកសារហើយអាចអាននៅពេលណាមួយសំស្របដែលលោកលោកស្រីចៅក្រមគិតថាជាការគួសមដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះចំណុចទាំងនេះសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលាដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គសម្ដាការនឹងចាប់បន្តនៅវេលាល្ងាចគឺនៅរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់ស្រួលដល់សាក់សីរំនេះដើម្បីបានទទួលកលែងសម្រាប់សំរុំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់រសាសម្រាប់ការហើយបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជួយចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាធារណការឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះនៅរសៀលនេះសូមអញ្ជើញក្រុមចូល